Ôi trời ơi, xinh không? Này, hay quá. Còn em xinh đây. Ui dồi, em nào nhịn ngọt nhỉ. Đây này, to thuê thư ký, tổng hờ, vợ hờ, người yêu bạn gái, giúp việc dọn nhà. Ui dồi. Em này xinh nhất này. Em này, không, em này hình, em này hình. Anh ơi, anh gì ơi, anh cho em tham khảo anh tí ạ. Hỏi gì, hỏi đi. Anh cho em hỏi là cái vị này ấy, là anh thuê về để làm vợ hờ hay là thư ký ạ? À, tôi thuê về để làm công nhân quét dọn, lau chùi công ty ấy mà. Ui da mẹ ơi, xinh xắn ngọt nước như thế này mà về để lau chùi quét dọn thì phí quá. Hay anh ơi, anh nhượng lại cho em được không? Đấy, không được. Sắp tới công ty tôi là phải tiếp khách nước ngoài, cho nên công nhân trong công ty kể cả lau chùi quét dọn cũng phải là đẹp và ngon như thế này. Anh ơi, thằng bạn em đã nói thế rồi thì anh nhường lại cho nó. Anh tìm người khác được không ạ? Không được. Tôi lựa mãi mới được cô có cái trình như thế này. Ê, mà này, mấy ông đi thuê gái về làm cái gì đấy? À, thằng này nó thuê về làm người yêu mà. Anh ơi, em muốn thuê về để làm cái hình ảnh đại diện, cái avatar. Đúng một hôm xong là em lại giả về cho trung tâm mà. Ôi, tưởng gì? Cái đấy thì vào đây có mà đầy, cái rổ. Thoải mái mà lựa chọn. Nhưng mà này, có thằng cha Đình Cường ấy, nó chém kinh lắm. Vào đấy thì mặc cả thoải mái. Anh ơi, ví dụ như cô này thì anh thuê bao tiền một ngày ạ? Hết 10 triệu. Nhưng mà tôi thuê có 3 triệu một ngày. Rẻ như bùn mà. Ơ kìa, sao anh lại nói bí mật công ty của em ra như thế? Em trật tự, em sẽ có thêm 3 triệu một ngày nếu như ngoan. Thôi, mình đi. Ui ôi, lại ngõng nhỉ. Ừ, ngon. Này, tôi mua cái thằng cốc phẩu. Anh ấy bảo là vào trong đấy đầy mà thao hung với mấy chọn việc gì phải nuộc lại của anh ấy. Mày, tao đây khối. Đi đi mà đi, đi mà đi. Đấy, thao hù mà chọn mà. Đấy, đi mà đây. Em cho anh ạ. Em chào anh. Dạ. Đi đây, thuê cái đẹp à? Dạ không ạ. Thuê về làm gì? À dạ, em muốn thuê về để làm cái hình ảnh đại diện avatar. Dạ mà. Avatar là cái quái. Có nghĩa là cái hình ảnh của mình ấy xong đưa vào điện thoại ấy. Đấy là. Cái quái gì nhỉ? Tông môn mày nói thế anh hiểu làm sao được. Anh ơi, tức là thằng bạn em nó muốn thuê một cô gái để giả vờ làm người yêu của nó. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Dạ. Chỉ cứ nói là thuê người yêu ấy. Avatar, bố cái thằng nào mà hiểu được. Dạ vâng ạ. Đấy, vào mà chọn. Dạ vâng ạ. Các em ơi. Dạ. Có khách đấy. Dạ. Vâng ạ. Anh ơi. Trong vào trong này có được chụp ảnh không anh? Để chụp thoải mái. Vâng ạ. Dạ dạ dạ. Các em ơi, chúng nó vào chụp ảnh đấy. Dạ. Ôi, tí son vào. Dạ. Vào vào đi. Vào đi. Ôi. Mày đứng đó. Em ơi, em nhìn đi hộ anh cái. Rồi. Rồi. Ôi. Ôi. Đây. Ôi giời ơi. Nha, bắt chụp nhá. Đẹp bôi lắm. Được rồi. Hay ấy, ôi dồi, bác ấy ở chỗ bác các em nào cũng đẹp nhỉ. Chị, tôi tư vấn cho. Anh ơi, em này này, hàng tuyển đấy. Đấy, nõn chưa? Em này khủng đấy. Đúng không? Đúng không? Thôi mày. Mày thích chân dài hay chân ngắn? Tao thích cả hai chân. Ui dồi, đứa nào nó chả hai chân cái thằng này. À đi à, bây giờ. Rồi, chốt nhanh lên. Thôi anh ơi, cho bọn em tham khảo bằng điện thoại, bằng hình ảnh một tí. Thì có gì lát nữa em ký hợp đồng với bác. Đấy, vào chọn đi, nhặt thoải mái. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Em này. Nhà chồng được mà, chọn vô tư. Đẹp không? Ngọt nước quá. À đẹp, ôi đẹp. Đáo cũng ngon. Nhà. À bác tổng thầy ơi. Thì nhìn thế này. À thầy u em có tí ra giáo, thành ra khó tính. Em nào thì em thích rồi. Nhưng bây giờ cứ phải test cái nín thì tích ngang thì mới yên tâm bác ạ. Thấy chưa? Test thoải mái, phỏng vấn đi. Vâng ạ, thì em xin phép ạ. À bây giờ anh xin phép là được test nín thì tích ngang của các em. Đầu tiên là em Bạch Quốc Tinh. Xin mời em. Đúng không? Dạ, em xin chào ban giám khảo ạ. Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của mình thì cho em xin được gửi lời chúc đến hai anh và một thầy ạ. Cho em gửi lời chúc đến hai anh và một thầy, lời chúc là nồng nàn nhất ạ. Chúc buổi phỏng vấn thành công rực rỡ ạ.
Dạ, em xin phép trả lời câu hỏi của mình ạ. Em thì nghề nghiệp chính là bán bia, nhưng mà thu nhập thì nó lại hơi bấp bênh, mà khách lại hay dụ dỗ, em sợ sa ngã, thầy em đưa em tới cái đẹp ạ. Dạ, em xin hết ạ. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn. Bây giờ tiếp theo là đến em Hổ Báo. Dạ, em xin chào anh ạ. Em xin trả lời câu hỏi của anh ạ. Trước đây thì em làm nghề dọn bàn. Thế nhưng mà cái thằng chủ nó nhìn thấy em nó cứ như mèo thì mỡ ấy, mắt nó gấp háp ấy. Còn vợ nó ghen, em điền tiết em tát cho nó vài phát. Thế là em tìm đến cái đẹp ạ. Xin cảm ơn em. Bây giờ tiếp theo là đến em Cáo Tồn. Em xin phép được trả lời câu hỏi ạ. Trước em buôn đồng nát, công việc thì bát ngát mà thu nhập thì lại bết bát. Thế nên em chuyển sang đi hát, mà đi hát mãi thì cũng bi đát. Nên bây giờ em chuyển sang tìm cái đẹp ạ. Hay quá, tốt quá. Cảm ơn em. Và cuối cùng là đến em Rắn Thép. Dạ em cảm ơn anh ạ. Úi dồi ôi. Em thì không được màu mè như mấy chị này. Trước đây thì em làm nghề múa lửa. Nhưng mà múa nhiều quá nó hết cửa. Thế em chuyển ra nghề đòi nợ thuê, nhưng mà cũng không thành công anh ạ. Thế là thầy em lôi em về, và cuối cùng em lựa chọn cái đẹp. À thế à? Vâng ạ. Hết rồi em? Hết rồi anh. Lý định em vẻ mang quá. Quang 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 quang. Xin cảm ơn bốn em. Rồi. Anh nói nào. Mày có thích không? Tao thích lắm rồi. Nước bọt đầy hết cổ họng này. Bác tóc dài ơi, bác cho em hỏi tí. Ví dụ như là bốn cái cô này này, giá nổi nào anh? Bao tiền một ngày? Thích chưa? Xé vé đồng hạng 5 triệu một ngày. 5 triệu với em ấy à? 5 triệu em thì ngọt quá. 5 triệu thôi. Chọn đi. Quá rẻ. Em nào cũng được. Vâng. 5 triệu đối với em thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà qua cái test lý lịch chính ngang ấy, em nào em cũng thích. Nhưng mà cái lý lịch nó hơi đuối. Bây giờ bác có cái lý lịch nào mà nó tươi hơn một tí thì bác thách luôn ra đây cho chúng em được không? Thích tươi à? Dạ. Có văn hóa, có bằng đại học. Ủa ôi. Với tội giá hơi chát. Ui giời, anh ơi, đại học à? Giá bao nhiêu anh? 10 củ một ngày, chịu được không? Ngao ơi, 10 triệu ấy. Ui giời ơi. Chơi được không? 10 triệu bằng 1/3 tháng lương có gì mà không chơi. Em chơi luôn đấy. Anh thách ra đây. Chơi à? À? Các em vào nghỉ đi. Các em vào trong. Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn ạ. Giọt lệ đài trang ơi. Dạ. Vào đi em. Sau đây Giọt Lệ Đài Trang xin được gửi tới buổi phỏng vấn bài hát Giọt Lệ Đài Trang. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Stop 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 stop. Đáng ngày bác ơi. Đáng ngày bác cắt. Thầy đã ký hợp đồng đồ mẹ mát. Dạ. Đáng ngắt ngày bác ngắt. Chốt đi. Đấy. Tươi chưa? Đấy. Anh ơi, chốt đi. Thực ra là theo em thế này, lý lịch của em này thì hát hay lắm rồi. Nhưng mà tính theo cân ấy, so với bốn em kia thì bọn em hơi thua thiệt anh ạ. Cô này phải hụt so với mấy cô kia phải 6-7 cân đấy. Thiệt á? Có dám chịu chơi không? Đây có cả hoa hậu. Hoa hậu á? Có cả hoa hậu đấy. Có dám chơi không? Rồi em tới. Hoa hậu này em tới. Mỗi tội là giá nó chát chặt chặt. Anh ơi, thế hoa hậu thì bao nhiêu tiền một ngày ạ? 25 củ một ngày. Ủa ôi. Dám chơi không? Tông môn mày ngao ơi. 25 củ một ngày đấy. Hẳn là hoa hậu ấy thì 25 triệu mình cũng quất luôn. Bác ơi, đưa em 25 củ hoa hậu ra đây cho em luôn đi. Hôm nay cô ấy đi vắng. Hôm nay cô ấy đi chụp mẫu cho hãng thời trang Kerino. Này. Đặt gạch đi, mai khác có lịch. Hẳn là hoa hậu ấy, kể cả 25 củ em cũng múc. Ê, xe cám về rồi, chúng mày đang chuyển hàng vào trang trại cho tao. Nhanh lên. Ô, cái bọn này. Ô, cái bọn này. Ây ơi, chúng lại có đi. Tông tôn ta tung tay, chúng ta để ta tung tàng. Có tông ngôn nhà thằng Câm lui ra thì có. Người ta bảo nhất lén nhỉ lùn, nhưng mà gặp thằng Câm này mất điện hết nhỉ. Sao mày Câm mà mày tham thế? Này,
Mày đi ra đây tao bảo. Đi ra đây. Đi ra đây. Này. Hai chân chất cái mày chân xít vẫn đầu ấy. Chân này mày để với chúng tao chứ. Tuy tệ nó đi. Thằng nào tanh thằng gì tốt. À, thằng nào nhanh thằng đi được. Thằng nào nhanh được. À, được. Nhanh đi được. Nhanh được à. Nào, mày thích nhá. Mày nhanh. Mày thích nghề tanh à. Thấy chưa? Tằng tàu tanh tằng tí được. Tông tôi là tôi tay tôi tạt. Bốc sang xe kia đi, xe này đầy rồi. Để tao bốc xe này cho, bốc sang xe, bốc sang xe đấy đi. Tông hôn thằng cầm kia, sao mày ném tao? Sao mày ác thế? Tụi mày có làm sao không? Chết rồi mình ơi! Bọn nó làm vỡ hết hàng của mình rồi! Hai vợ chồng chị Bích với cả chú Phích có cái gì mà cứ ầm ĩ lên thế? Bác đây à? Vợ chồng em nhờ chúng nó ship hàng vào trang trại. Chúng nó vừa làm vừa chơi làm hỏng vỡ hết hàng nhà em rồi. Cái lũ mất dạy. Dạy lắm ấy. Người ta đã tạo điều kiện cho mà có công ăn việc làm, làm không đến nơi đến chốn thì lại vớ va vớ vẩn. À, mà mấy hôm nay em thấy vợ chồng chị chú là khuôn cám cứ kỉnh kỉnh nhỉ? Dạ, cuối năm nên vợ chồng em đang dồn tiền để ôm ý thằng ạ. Cái cám phú sĩ này ấy, bây giờ đang nổi tiếng nhất thị trường. Không có chất cấm, an toàn thực phẩm, cho nên các trang trại tin dùng. Ôi dồi ôi, xả máy là sản xuất là không xuể ấy chú ạ. Vợ chồng em đợt này là cũng dồn ôm được mấy chục tấn, đợi cuối năm tăng giá để kiếm tiền tiêu Tết bác ạ. Thế vợ chồng chị với cả chú ơi, cho em hùn thêm một ít vốn được không? Tốt. Em chỉ chung 1-2 tấn thôi. Ôi dồi, thế thì tốt quá, chị đang đói vốn đấy chú ạ. Đợt này cưới chẳng ngao nhà em xong nhá, toàn bộ tiền mừng em sẽ hùn vốn với cả vợ chồng chú chị. Ôi, thằng Ngao lấy vợ à? Vâng. Ui, thế thì phấn khởi quá. À, đây. Anh ghi đích danh là hai vợ chồng chú chị đây rồi. Ui, thực đơn này, súp gà cá, nộm chim tôm. Ui, chơi nhiều như này thì chơi thế nó mới cẩn thận chứ. Mỗi người mà phải cầm vào cái chiếc này, đọc cái thực đơn này nhá, là lập tức vốn vác mồm đến để ăn cỗ nhà tôi ngay. Nói thật với bác, đợt này vợ chồng em cũng bí, vì dồn tiền là ôm cám cuối năm, mà thực đơn bác chơi cả như thế này. Hai vợ chồng chú chị lưu ý cho anh cái phần ghi chú. Ghi chú, khách mời nếu khó khăn về điều kiện kinh tế có thể ghi nợ số tiền mừng ở trên phong bì, gia đình sẽ truy thu sau. Khách mà đến chưa có điều kiện mừng ngay nhá, anh cho nợ, không tính lãi, lúc nào có trả anh cũng được. Anh cưới con đầu cháu sớm cho nên là vợ chồng chị mấy chú cố gắng đến mừng cho cháu. Thôi bác đã nói thế, thì mai em xuất lỡ lợn là xong. Điên à? Xuất non như thế thì lỗ thì làm sao? Thì cũng cố gắng. À mày, cái cám mà nó đổ ra đây là hơi phí. Chú chị cho em mang về để cho gà ăn nhé. Bác cứ tự nhiên. May quá gặp đây rồi. Này, bác Sung đây à? Sung. Họ đều là cà khịa đánh nhau với tôi à? Đừng hỏng mà họ. Ôi này, Sung, chờ tớ. Tưởng hai bác không chơi với nhau nữa, hôm trước vừa choảng nhau cơ mà. Choảng nhau với việc mời cưới là không liên quan. Sung ơi, chờ tớ với. We'll be right back.
cứu mà thôi. Ôi trời. Cứu. Cứu tôi ngay. Có chuyện gì thế? Đóng cửa bác. Đóng cửa vào. Sao? Đóng cửa. Ôi, làm sao mà phải kêu ầm lên thế? Hả? Làm sao mà phải kêu lên thế? Tôi chỉ đi để đuổi theo để tôi mời đám cưới thôi. Thì bác ấy nói thế rồi thì thôi để tôi mở cửa ra cho bác ấy. Đấy, thấy chưa? Có ai làm gì nữa ông đâu? Ông nhà em là sợ là bác oánh ông ấy như lần trước ấy ạ. Tại vì lần trước ông ấy thách đấu tôi chứ lại. Mà ông cực kỳ chủ quan nhá. Ông không biết tôi có võ đúng không? Thế cho nên mới ăn quả thượng mã móc như thế. Hiểu chưa? Có mẫu chơi bẩn ấy. Không chơi bẩn làm sao lại móc được. Phải bẩn mới móc được chứ. Mà thôi, bây giờ ông bà không phải lo bán con Na cho nhà tôi nữa. Bởi vì thằng Ngao nhà tôi sắp lấy vợ rồi. Thế nếu mà thằng Ngao nó sắp lấy vợ rồi nhá, thì con Na nhà tôi nó lấy chồng, nó đỡ phải nhấp nhổ. Đẹp luôn. Thế tôi chuẩn bị thiếp rồi đây này. Ông bà thung thướng này. Cả nó xoan mà cả Na luôn đây đó nhá. Ông bà chuyển tận tay cho nó tôi ngay nhá. Ông bà đọc kỹ giúp tôi cái phần lưu ý. Đấy. Đọc lại kỹ giúp này. Lưu ý: nếu chưa có điều kiện kinh tế thì ghi nợ vào phong bì, gia chủ truy thu sau. Đã nhận thiếp mời không đến là không được. Ồ hay. Thế bác nói thế thì hóa ra là bác cưỡng bức vợ chồng em phải sang ăn cỗ à? Đương nhiên. Nhận thiếp rồi mà không đến nhá, thượng mà móc nhá. Nhường đâu. Vâng, thôi bác cứ đi về đi. Vợ chồng em sẽ sang mừng. Mà ông yên tâm nhá. Lần này cưới thằng Ngao ông đến dự với cháu nhá. Tôi sẽ cho ông ngồi mâm trên, chứ không phải là làng nhà ngồi mâm dưới cùng với cả hội vịt rời mới dép lốp như là mấy cái đám ở trong làng hồi trước. Nhá, tôi về đây. Nhớ sang nhá. Nhờn không? Đấy, bà thấy chưa? Cưới cái thằng Ngao ấy, ông Ngán ông bảo rồi là tôi không phải ngồi mâm dưới, được phép ngồi mâm trên. Nghĩ càng thấy đau ấy. Đúng là không có con trai đi ăn cỗ, nhục biết không biết. Tất cả là tại bà. Ô hay, sao lại tại tôi? Có gì nữa? Tôi cũng đã đồng ý đẻ cho ông một đứa con trai rồi, nhưng mà tại ông ấy. Sao lại tại tôi? Tại ông yếu ấy. Ba em lên. Cắt. Ôi, ta lung túng. Carino là thương hiệu thời trang trẻ trung, tự tin và tinh tế. Tôi muốn là các em thể hiện làm sao thật là kiêu sa cho tôi. Các em hiểu chưa? Cẩm Anh, em làm rất tốt. Các em còn lại làm chưa tốt. Và ông Nam, tôi bảo ông bắt nét vào Cẩm Anh không bắt. Cứ bắt vào mấy người kia làm gì? Đấy, ông nhìn thấy hoa hậu Cẩm Anh kia ông đã phê chưa? Ôi dồi ôi, hay quá nhỉ. Này, nhìn hoa hậu mà ông phê khác nào mấy thằng PT nó nhìn ngắm gái. Hoa đẹp. Đúng là hoa hậu Cẩm Anh đẹp, sạch, không tì vết luôn. Cẩm Anh, em xong rồi. Em xin phép. Các em, làm lại. Đẹp quá á. Ui, quá đẹp luôn ấy. Mỹ mãn nhỉ. Chụp xong rồi. Cẩm Anh. Cẩm Anh, ra đây em. Xin lỗi anh chờ có lâu không ạ? À, tờ em hoài, đợi em mãi, nhưng anh vẫn tờ. Không sao em ạ. Đợi tờ là hạnh phúc, bực tức là vô vị. Anh tờ em. Giới thiệu với Cẩm Anh, đây là anh Nhật Tinh Ngao. Vừa mới ký hợp đồng với Cẩm Anh đấy. Rất hân hạnh được giả làm người yêu của anh Nhật Tinh Ngao. Rất hân hạnh được làm chồng hờ của em. Làm vợ hờ anh nhé. Anh ơi, hoa hậu Cẩm Anh thì đẹp miết tê. Giá 25 triệu thì rất là ok.
Nhưng mà em cũng xin phép được thổ lộ với anh một cái tí như này. À, như thỏa thuận ban đầu ấy là em thuê một ngày, nhưng bây giờ phê quá không chịu được nữa thì anh khuyến mại cho em thuê em ấy đến nửa đêm được không? Nhá. Thông thuê em lại trả về. Ca này khó nhỉ. Thôi, anh ấy đã nói như thế rồi. Ừ. Thì thôi, khuyến mãi cho anh ấy thêm nửa đêm có sao đâu. Vẫn còn tham đâu. Hay ông lấy cái em 10 triệu một ngày cho nó rẻ nhá. Không, em không thích đấy đâu. Hoa hậu Cẩm Anh ý là em kết đến nổ đĩa, nổ bát, nổ nung tung, nổ tánh anh rồi. Bây giờ không cái gì ngoài Cẩm Anh, em kết lắm rồi. Nói thật với bác là cái em 10 triệu ấy, mặt nó hơi chỉn. Ừ. Em không thích. Anh ạ. Đã là hoa hậu ấy. Mà. Cả xã hội nó kết, chung riêng mình ông, nghe rõ chưa? À. Cái thằng đạo diễn kia kìa, nó còn mê Cẩm Anh như điếu đổ ấy chứ. Chó. Ông là cái gì? Nhưng mà thôi, à, hoa hậu Cẩm Anh đã nói. À. Thì tôi đồng ý. À. Cho ông mượn Cẩm Anh đến nửa đêm. Được à, chưa? Ôi, nhưng mà tôi nói nhá, là tôi sẽ đứng ngoài cửa, tôi đón Cẩm Anh đấy. Vâng. Thông thui là em lại trả cho bác. Ok. Có nghĩa là từ phút này trở đi, hoa hậu Cẩm Anh em sẽ toàn quyền sử dụng. Đầu tiên sẽ là đèn đầu cái cổ. À, ôm mai má cổ, ôm eo quàng vai, ấy hà hơi thổi ngạt, nói chung làm gì thì làm, tùy em. Trong hợp đồng ấy, à, vâng, chỉ ngoài cái chuyện là không được ấp ủ thôi, nghe thấy chưa? Mà. Còn ông muốn làm gì ông làm. Nà. Miết là đừng có hành động phản cảm là được. Anh yên tâm, tính em là không bao giờ thích những cái sự phản cảm. À, bác quản lý, bác nhìn sang bên đây để chứng kiến cái giờ phút riêng riêng trọng đại của em nhất cuộc đời. Nó vẫn đang thế này. Hay quá. Cuộc đời mình bây giờ nó mới thăng hoa đấy. Lên hương đi. À, anh xin phép được ôm vợ hờ một cái cho tình cảm nhá. À vâng, anh tự nhiên. Ôi, xin phép anh nhá. Yếu toán thôi. Ôi nhờ. Anh ơi, có phản cảm không? Được, không phản cảm lắm, được. Úi dồi ôi, đúng là hoa hậu gắt, thơm như muối vít. Hít mát không chặt. Này, đến tháng mai thì em ôm vẫn được. Ôi dồi ôi, thích thế cái gì à? Cái gì em? Ờ, đợi em vào thay đồ một lát rồi ra hai anh em mình đi nhá. Ừ đấy. Ôi nhỏ ơi, trưởng ghê. Sao thế ạ? Đây là tiền cát xê anh gửi riêng cho em. Anh muốn rằng em không có làm việc gì khác ngoài chụp mẫu cho anh, được không? Cảm ơn anh. Nhưng mà em đã nhận tiền cát xê từ Cardio rồi. Em không nhận đâu. Cầm anh nhá, em đi đây. Cầm anh. Cầm anh. Đây. Ông thấy chưa? Tiền không phải là tất cả. Nhưng mà tất cả vẫn phải vì tiền.